Dấn đá pháp môn Quán Âm. Dấn: học pháp môn Quán Âm có nhất định phải ăn chay không? Có người tâm rất thành, hy vọng muốn tu pháp môn này, nhưng bởi vì công việc làm ăn cần phải xử thế. Thưa sư phụ, có phương pháp sám hối nào không cần phải ăn chay mà vẫn có thể tu hành? Sư phụ: nếu quý vị có thời gian sám hối thì tại sao lại không có thời gian ăn chay? Còn muốn tu học những pháp môn đặc biệt gì nữa? Ăn chay không được nhưng sám hối lại được. Ý muốn nói gì đây? Có công việc làm ăn nào bắt quý vị ăn thịt? Đưa tay lên cho sư phụ biết, bởi vì xưa nay sư phụ chưa biết có một nghề làm ăn nào như vậy. Có thể sư phụ còn chưa khai ngộ. Người hỏi cần phải nói rõ ra, nếu hoàn cảnh quá đặc biệt sư phụ cũng có thể nhận. Ai là người hỏi? Có nghề nghiệp gì không để cho quý vị ăn chay? Sát sanh phải không? Nếu phải thì đừng giết nữa. Vừa rồi lúc giảng kinh sư phụ có nói cho quý vị nghe một bí mật để làm việc kiếm tiền. Có thể đi đến chùa quét nhà, rửa cầu tiêu. Mỗi một tháng ít nhất cũng là 1.000 đồng, đủ để một người dùng. Nếu muốn nuôi cả gia đình lớn nhỏ thì cả gia đình hãy đi đến chùa làm việc. Nếu như vẫn không đủ ăn, sợ chết vì đói thì có thể đến chỗ ở của sư phụ. Sư phụ có thể nuôi quý vị. Sư phụ có thể bán sách nuôi quý vị. Sách của sư phụ bây giờ bán được rất nhiều, có đủ tiền dùng. Quý vị không cần phải sát sanh mới có thể sinh tồn. Nếu có nghề làm cho chúng ta không thể ăn chay, công việc ấy không tốt. Nó trói buộc chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử. Đó là ma quái đến khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta không nên nghe lời nó. Chúng ta phải lập tức thay đổi nghề nghiệp. Công việc ở Đài Loan rất nhiều, làm thủ công cũng được. Kinh Phật có nói đến bát chánh đạo. Một trong đạo ấy có nói đến chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là không nên có những công việc làm hung ác, những công việc làm thương hại đến lòng từ bi của chúng ta. Ví dụ như giết heo, bò, gà, vịt. Phàm là có liên hệ đến chảy máu, những công việc có liên hệ đến sự đau khổ của chúng sinh đều không nên làm. Chúng ta tự mình bị đứt tay một chút thì đã bị đau đớn lắm rồi. Khi bị giải phẫu 1-2 ngày thì đã chịu không nổi, huống chi là đi cắt đầu người khác. Cho nên những công việc hung ác đó chúng ta không nên làm. Nếu như công việc làm ăn cần phải mời khách ăn cơm, chúng ta có thể mời họ đi đến quán cơm chay. Nếu họ không muốn đi thì chúng ta có thể đến quán cơm mặn cũng không sao. Chúng ta có thể đem theo cơm mà ăn. Nếu như sợ xấu hổ, không dám nói là mình là người tu hành, hoặc không dám nói tôi tin sư phụ Thanh Hải, tôi ăn chay, thì đừng nói. Có thể nói tôi bị bệnh, bác sĩ kêu tôi phải ăn chay. Nếu họ hỏi quý vị bệnh gì, thì quý vị có thể nói là bệnh cá nhân, anh đừng hỏi nữa. Nếu họ vẫn còn ép quý vị, thì quý vị nói là bị bệnh nghiệp chướng, bệnh vô minh. Nếu họ lại hỏi bác sĩ của anh là ai, quý vị có thể trả lời rằng Thanh Hải. Nếu như họ nói rằng tại sao quý vị lại kỳ quái như vậy, quý vị có thể kêu người đó đi chửi vị Thanh Hải này. Đừng có chửi tôi, do người ấy dạy tôi làm điều này, có hiểu ý không? Để họ trách cứ sư phụ được rồi. Nếu như người đó cứ hỏi hoài không ngừng, quý vị có thể đưa người đó đến nơi ở của sư phụ. Có thể người đó sẽ được sửa đổi, sẽ cùng quý vị ăn chay. Chúng ta tùy duyên độ chúng sanh, nhưng chúng ta không cần phải đi theo thói xấu của chúng sanh. Phải học những tập quán tốt mới có thể cải biến chúng sanh, hiểu không? Tuy chúng ta đã hiểu rõ họ hơn một chút, nếu như chúng ta vẫn còn học với những người vô minh đó, có phải là không có đạo lý không? Chúng ta càng ngày càng phải cao minh, chúng ta mới có thể độ chúng sinh không cao đó. Nếu chúng ta cùng ở với họ, phối hợp với những tập quán xấu của họ, kết quả là hai người sẽ bị buộc vào nhau. Cả hai đều vô minh, biết đi đến đâu đây, bao giờ mới được giải thoát, phải không? Cho nên chúng ta cần phải càng ngày càng tốt, giúp những người không hiểu. Không hiểu không có nghĩa rằng họ không tốt. Phật Thích Ca khi chưa thành Phật cũng không hiểu, nhưng không thể nói rằng Ngài không phải là người tốt. Chúng ta ai cũng từ cõi vô minh mà ra, cho nên cần phải học.
Không có ai vừa mới sinh ra liền nói được tiếng ABC hoặc How are you. Họ phải từ từ học. Học rồi họ sẽ biết nói. Cũng như vậy, nếu muốn thành một người tốt, nếu muốn thành Phật Bồ Tát, chúng ta cần phải từ từ học. Sau khi học xong rồi sẽ hiểu. Không thể giống như những người chưa học qua, nói Anh văn sai. Ví dụ quý vị tốt nghiệp về Anh ngữ, có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Nếu quý vị gặp những người nói tiếng Anh không đúng, quý vị không những không giúp họ nói tiếng Anh chính xác, ngược lại còn theo họ học những thứ Anh văn không đúng đó. Kết quả cả hai đều trở thành sai. Điều này thật không hợp lý, hiểu không? Đừng sợ những người của thế giới này phê bình chúng ta. Chúng ta muốn liễu thoát sanh tử, cho nên không có liên hệ gì với thế giới này. Chúng ta sợ gì nữa? Ngay cả toàn thế giới này từ bỏ chúng ta, cũng không thành vấn đề gì. Chúng ta vốn đã đi rồi. Nếu như muốn đi thì không cần hỏi vấn đề này, phải không? Vấn: ở nhà tu học pháp môn Quán Âm, làm thế nào mới không bị thối chuyển? Sư phụ: mỗi ngày cần phải quy y Tam Bảo. Quy y Phật tức là quy y Minh Sư tại thế. Quy y Pháp tức là tin vào một pháp môn cao nhất. Dựa vào đạo lý và giới luật của Minh Sư dạy, chúng ta sẽ không bị thối bộ. Bởi vì vừa mới học, không có trí huệ, cần phải nghe trí huệ của Thầy mới có thể hiểu biết được một phần. Mới biết được tại sao tu cái này, tại sao tu cái kia. Quy y Tăng là gì? Muốn chỉ đến toàn thể của tăng nhân, lực lượng của cộng tu. Những người vừa mới học pháp môn Quán Âm đương nhiên cần phải ngồi chung với đồng tu. Ít nhất mỗi tuần lễ cần phải hợp lại với nhau ngồi thiền một lần, có sức gia trì của sư phụ. Từ từ, từng bước một, cùng nhau đi như vậy mới không có vấn đề gì trở ngại. Nếu như không thể ở cùng với sư phụ, phải lấy băng thâu âm của sư phụ ra nghe, nghe đạo lý của sư phụ. Mỗi ngày tưởng đến sư phụ, tức là quy y sư phụ. Không cần phải có cái pháp hiệu gì. Pháp danh đối với Ma Dương vô ích. Nó không hỏi đến những thứ này. Nó chỉ hỏi quý vị có tu pháp môn Quán Âm không, hiểu không? Nếu như quý vị có tu pháp môn Quán Âm, Ma Dương sẽ không đến, vì nó biết rằng hiện giờ quý vị và nó không có quan hệ nữa. Sư phụ sẽ săn sóc. Ý nghĩa của quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là như vậy. Quy y phải dựa vào thiện tri thức, chúng ta mới không bị thối bộ. Quy y Phật tức là quy y vị thầy tại thế, tìm một vị minh sư, dựa vào giáo lý của Ngài, tin tưởng Ngài, mỗi ngày tưởng nhớ Ngài, nghe lời Ngài dạy, đọc sách của Ngài. Nếu rảnh rỗi thì đi thăm viếng Ngài, ở nhà xem băng thâu hành thuyết pháp của Ngài cũng được. Những người tu hành giỏi hơn, thậm chí không cần phải coi băng ảnh của sư phụ, nhưng bên trong có thể gặp được hóa thân của sư phụ. Đó là quy y Phật. Quy y Pháp tức là mỗi ngày tu pháp môn Quán Âm, dựa vào pháp môn này mà đi lên. Mỗi ngày một tiến bộ lên, mỗi ngày trí huệ càng mở mang thêm. Đó là quy y Pháp. Quy y Tăng tức là dựa vào lực lượng đoàn thể của đồng tu. Họ đều là những thánh nhân, họ đã vượt qua đẳng cấp của con người. Sau khi được truyền tâm ấn, họ không phải là những người bình thường nữa. Cho nên phải xưng họ là những thánh nhân, bởi vì ít nhất họ cũng là Tư Đà Hàm. Tuy nhiên trong thời mạt pháp, họ cùng với sư phụ tu hành, họ không còn là Tư Đà Hàm nữa. Tư Đà Hàm là ý nghĩa gì? Tức là trở lại một lần nữa. Những người theo sự chỉ dạy của minh sư tu hành sẽ không còn trở lại lần nữa. Trở lại là không tu được. Cái thế giới này thật là đau khổ lắm rồi. Sư phụ không muốn để cho quý vị trở lại. A-la-hán là vĩnh viễn không trở lại nữa. Nếu như không thể độ người, ít nhất cũng độ được chính mình. Những người đó là A-la-hán. Cùng với những thánh nhân này, ở cùng một chỗ tu hành, có những vấn đề gì chúng ta có thể đàm luận với nhau? Ví dụ như có người đã được sư phụ truyền tâm ấn 2 năm rồi, nghe sư phụ giảng kinh rất nhiều lần, tương đối đã hiểu rõ giáo lý. Nếu như quý vị không thường xuyên gần gũi với sư phụ, hỏi họ cũng được. Mỗi tuần một lần hoặc thường thường cùng nói chuyện với họ, rồi cùng với họ đàm luận, cùng với họ ngồi thiền. Đó là quy y Tăng, hiểu không? Không phải niệm quy y Tăng. Quy y Tăng có một pháp hiệu là đủ rồi.
có 50 cái pháp hiệu cũng vô ích. Cho nên vừa mới tu học pháp môn Quán Âm, cần phải dựa vào minh sư, dựa vào pháp môn, dựa vào đồng tu. Vấn: một đứa trẻ 11 tuổi đã được truyền tâm ấn rồi, nhưng vì không hiểu pháp môn Quán Âm quý báu, không chịu tu hành, cũng không biết giữ gìn trường chay, như vậy thì phải làm sao? Sư phụ: quý vị từ từ dạy nó. Đứa bé bị ảnh hưởng bên ngoài rất nhiều, ngay cả người lớn cũng có khi dao động, huống chi là đứa bé. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Người lớn chúng ta đã hiểu rõ, tương đối có nhiều trí huệ, trong lòng tương đối ổn định, có thể giúp đỡ khuyên bảo con em. Điều này không cần phải hỏi sư phụ. Quý vị tự mình phải làm gương. Nếu quý vị cố gắng tu hành, thọ trường chay, đương nhiên nó sẽ làm theo. Cha mẹ là một vị thầy ban đầu của trẻ em, phải vậy không? Chúng ta làm sao thì trẻ em cũng bắt chước như vậy. Đừng có trách mắng nó, oán ghét nó. Đó mới thật là giúp đỡ và dạy dỗ con cái. Vấn: thưa sư phụ, lúc con quán ánh sáng, đồng thời con có nghe cả âm thanh. Âm thanh lúc nào cũng nghe thấy cả ngày, như vậy có cần quán âm nữa không? Sư phụ: vẫn phải quán âm. Pháp môn này không nên sửa đổi, hiểu không? Được nghe thấy những âm thanh hoặc là nhìn thấy ánh sáng thêm, đó thuộc về hậu phước của chúng ta. Tuy nhiên trách nhiệm ngồi thiền của chúng ta mỗi ngày cũng cần phải cố gắng làm. Vấn: tôi rất muốn được truyền tâm ấn, nhưng vì hiện tại có mở một quán ăn mặn, như vậy tôi có thể xin truyền tâm ấn trước, rồi sau đó sẽ thay đổi nghề khác. Sư phụ: cần phải thay đổi nghề nghiệp trước, sau đó mới xin truyền tâm ấn. Quý vị nói thật thông minh, cũng như đi nói với người ta rằng, quý vị để cho tôi ăn cơm trước, sau đó sẽ tìm phương pháp kiếm tiền, rồi trả lại quý vị sau. Vấn: sau khi con được thọ tâm ấn của sư phụ, sau này định nghiệp và nghiệp mới đều tiêu trừ. Nếu còn tạo nghiệp như vậy, có còn phải trở lại trả quả báo không? Sư phụ: có, sẽ trở lại nhận quả báo, nhưng sư phụ không có nói định nghiệp sẽ tiêu trừ. Sư phụ chỉ nói những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp sẽ tiêu trừ. Những cái mà chưa viết ra, những nghiệp chướng chưa cố định có thể tiêu trừ. Tuy nhiên định nghiệp không thể tiêu trừ. Một khi tiêu trừ rồi, quý vị sẽ giảng sanh ngay lập tức, cho nên không được. Bởi vì công việc của thế giới này vẫn chưa làm xong. Nếu như tất cả đều ra đi thì quốc gia sẽ không có người bảo hộ. Tổng thống sẽ đi qua đi lại một mình rất cô đơn. Định nghiệp không thể chuyển mau được, có hiểu không? Chuyển rồi quý vị lập tức giảng sanh, một chút hơi thở cũng không còn. Nghiệp chướng là những thứ hiện nay chưa xuất hiện, đợi quý vị luân hồi trở lại mới hiện ra. Những thứ nghiệp chướng này ở dưới hạ trí thức tích lũy rất nhiều, cũng giống như hàng để trong kho vậy. Loại nghiệp chướng này sư phụ có thể giúp quý vị rửa sạch, nhưng định nghiệp không thể giúp đỡ hoàn toàn. Chỉ có thể mỗi ngày giúp đỡ một chút, không thể hoàn toàn xóa bỏ ngay. Nếu như định nghiệp đã được hoàn toàn xóa bỏ, thì chúng ta không có lý do gì để tồn tại nữa. Sư phụ không có nói định nghiệp có thể rửa sạch. Sư phụ chỉ nói mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ một chút, để cho quý vị có thể chịu được, để quý vị không phải đau khổ lắm. Tuy thế quý vị vẫn phải tự mình thanh toán nghiệp báo của mình, nhưng dù sao cũng tương đối dễ chịu hơn. Có khi được trả nghiệp báo của mình trong giấc mơ. Ví dụ trong cuộc đời này quý vị được chỉ định là bị người ta giết, bởi vì kiếp trước quý vị giết người. Bây giờ nghiệp báo này biến thành giấc mơ, trả nợ trong giấc mơ. Tuy vậy lúc tỉnh dậy có thể thấy được thân thể của mình bị đau đớn một nơi nào đó. Bị đau 3-4 ngày bởi vì linh thể bị thương, cho nên nhục thể ảnh hưởng. Hiện nay, linh thể và nhục thể vẫn còn quan hệ. Nếu sư phụ không làm như vậy, chúng ta không thể nào sinh tồn, cho nên mới có linh thể, nhục thể liên lạc với nhau. Đợi thời gian vãng sanh đến thì nhất đau lưỡng đoạn, chủ nhân của chúng ta sẽ rời khỏi thân thể, vĩnh viễn không trở lại. Đại đa số những người lúc chết, linh hồn không chịu ra đi, chỉ có thân thể ra đi mà thôi, cho nên mới bị luân hồi. Chúng ta có rất nhiều thân thể, cái nhục thể mà chúng ta nhìn thấy được
là ở tận ngoài cùng, thô tạp nhất, cho nên mới nhìn thấy được. Ngoài ra chúng ta còn có thân thể khác, chúng ta không thấy được. Lúc chúng ta vãng sanh, thoát ly cái thân thể này, chúng ta cũng như bỏ đi một cái áo vậy. Có hiểu không? Ví dụ như sư phụ mặc 4 cái áo, một lúc sau về đến nhà sư phụ sẽ cởi bỏ cái áo vàng bên ngoài. Bên trong vẫn còn bộ y phục màu nâu, vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ hết y phục. Bên ngoài vẫn còn bộ y phục khác bao lấy, vẫn chưa phải là chân thể chính thật. Hiểu ý của sư phụ không? Đại đa số những người sau khi chết vẫn còn thân thể này. Cái thân thể này bị một cái khác bao lấy bên ngoài, hiểu không? Ma Dương nhìn nghiệp chướng của chúng ta ra sao, sau đó sẽ chọn một chiếc áo tương đối đẹp đẽ cho chúng ta mặc. Ví dụ như bộ áo của Khổng Tước, bộ áo của Cọp, hoặc bộ áo của người khác phái, chẳng hạn như hiện nay quý vị là nữ, nhưng sau khi chết rồi biến thành thân thể của người nam, đó chỉ là bộ áo bên ngoài. Tuy nhiên những người đã được truyền tâm ấn sẽ không bị như vậy, lúc giảng sanh tất cả bỏ hết. Khi người chủ nhân ra đi, nhục thể và những bộ y phục khác đều vô ích, những thứ ấy chỉ có thể hữu ích ở nơi thấp, khi chúng ta lên những nơi cao thì không cần đến nữa. Cũng giống như khi quý vị đi Pháp Quốc, Mỹ Quốc, ở nơi đó rất lạnh, cần phải mặc rất nhiều quần áo. Nhưng khi trở về Đài Loan, tất cả đều bỏ hết xuống, rất nhẹ nhàng. Hiểu ý của sư phụ không? Nhấn, nếu như tạo nghiệp mới, có phải trở lại không? Sư phụ, người thọ tâm ấn thì không phải trở lại, còn người chưa thọ tâm ấn thì phải trở lại. Tại sao? Bởi vì người đã được truyền tâm ấn sẽ biết cách rửa sạch những nghiệp chướng mới. Nếu như họ không phải cố ý tạo nghiệp chướng mới để sư phụ gánh vác, mà nghiệp chướng này chính họ không kham nổi, thì sư phụ sẽ giúp cho họ trả một chút. Cũng như một đứa bé mang quá nhiều hành lý không thể bước đi, cha mẹ đương nhiên sẽ giúp nó mang một ít hành lý. Nhưng nếu nó không có cha mẹ thì sao? Đứa bé chắc chắn sẽ không cất bước đi nổi, hay là nó sẽ bị buộc lại với hành lý một nơi, hoặc trên đường đi có thể nó bị chết mất. Nhưng những người thọ tâm ấn thì không như vậy, họ nhất định được giải thoát sanh tử, bởi vì mỗi ngày họ có nước cam lồ rửa sạch nghiệp chướng. Ví dụ như một người rất dơ, nhưng mỗi ngày họ đều được tắm rửa thì không có vấn đề gì. Ngày mai họ lại được tắm rửa sạch sẽ, phải không? Nếu như có một người hàng ngày không tắm gội, nếu không có nước tắm rửa, đương nhiên mỗi ngày sẽ dơ thêm, sẽ bệnh thêm. Vừa dơ, vừa thối lại vừa bệnh, thứ gì cũng có, không sạch sẽ chút nào. Quý vị có hiểu không? Cho nên được thọ tâm ấn và người chưa thọ tâm ấn có chỗ không giống nhau. Nếu không tại sao phải thọ tâm ấn? Tại sao lại phải đi học với sư phụ? Không học cũng được. Đối với một số người mà nói, thế giới rất vui. Đi qua đi lại mấy lần rồi, đến một lần nữa cũng không quan hệ gì. Tuy nhiên có người không thích trở lại. Đối với thế giới này chịu đựng đã đủ rồi, họ muốn mau trở về nhà. Do đó những người ấy đến để thọ tâm ấn. Vấn, có thứ bệnh là do bệnh nhân quả. Nếu như định nghiệp và nghiệp mới được tiêu trừ, thì còn bệnh gì nữa không? Sư phụ vừa mới giảng qua, định nghiệp không thể tiêu trừ. Định nghiệp có bệnh thì phải có bệnh, định nghiệp có đụng xe thì phải đụng xe. Nhưng đôi khi có thể hóa giải trong mộng nếu như nghiệp chướng quá nhiều, không thể nào hóa giải hết trong mộng, thì cũng phải nhận lấy một phần định nghiệp này ở bên ngoài. Hoặc sư phụ giúp quý vị nhận một nửa, quý vị nhận một nửa, không để cho quý vị chịu hết. Tùy hoàn cảnh, tùy theo nhân quả của người đó, bởi vì định nghiệp rất phiền phức, không đơn giản sửa đổi. Tại sao lại không đơn giản? Hôm qua sư phụ có nói, chẳng hạn như một vị quốc vương của một quốc gia, cảnh sát của ông ấy là do ông phái đến, phải không? Nhưng nếu người thân của ông ấy phạm pháp, dù cho người ấy có cố ý hay không cố ý, thì cũng đã phạm pháp rồi. Giả sử như nhà cảnh sát vẫn chưa đến bắt người ấy, vì chưa biết rằng người ấy làm sai, lúc đó vẫn có thể sửa đổi được. Khi biết được người ấy phạm tội nhưng lại không biết được người ấy lại là người thân của vua, đem người đó nhốt lại,
Án cũng đã viết xuống, được đưa vào pháp viện, cho dù Quốc Dương đích thân đến cũng không thể nào cứu giải được. Bởi vì lúc đó cần phải khống chế rất nhiều cơ quan, án lệnh quan hệ đến nhiều người, những người thiệt hại cũng ở nơi đó chờ, hiểu không? Lúc bây giờ không phải chỉ thương lượng với cảnh sát mà thôi, còn phải thương lượng với những người bị thiệt hại, bởi vì có quan hệ đến rất nhiều người, muốn giải quyết thật rất nhiều phiền phức. Cũng giống như vậy, định nghiệp của chúng ta đã định xong rồi, có rất nhiều người liên hệ. Ví dụ như một đứa bé sinh ra, nó không phải là một đứa bé cô đơn, nó liên quan đến cha mẹ nó, đến những người khác như anh chị, người thân, bạn bè, thầy giáo, đồng sự, đồng học. Ngoài ra còn liên hệ đến nhiều vị tổ tiên trong quá khứ của nó. Nếu sư phụ muốn xử lý về định nghiệp của nó thì phải xử lý rất nhiều người, phải cải biến toàn bộ hệ thống. Đây là điều không thể được. Sư phụ không thể can thiệp vào những việc đó. Làm như vậy thế giới sẽ loạn, hiểu không? Nếu có thể, sư phụ sẽ đem định nghiệp trả trong giấc mộng. Nếu như không được thì để chính họ tự trả lấy, tương đối dễ dàng hơn. Đây là lần cuối cùng, trả một chút nghiệp chướng thì có quan hệ gì? Những người khác phải luân hồi nhiều đời nữa, muốn trả hết phải đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm nghiệp chướng. Những người đó cũng không phàn nàn được với ai. Chúng ta chỉ còn có một đời này thì có quan hệ gì? Cho nên những người được truyền tâm ấn không nhất định là không có bệnh. Điều này sư phụ không có nói đến. Sư phụ không có đáp ứng rằng quý vị sẽ hoàn toàn không có bệnh. Có không? Mọi người đáp không có. Sư phụ không có nói dối người. Chính sư phụ cũng bị bệnh thì làm sao quý vị không bị bệnh? Không có bệnh là chuyện giỡn chơi. Có thân thể là có bệnh. Phật Thích Ca có bệnh, Chúa Giêsu có bệnh, Lão Tử, Khổng Tử, tất cả đều bệnh. Không có một đại nhân vật nào mà không có bệnh. Còn những tiểu nhân như chúng ta, làm sao mà tránh khỏi bệnh? Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại Cao Hùng, Đài Loan, Formosa.